Chó ơi, anh có voucher nè, sủa đi nè. Go go go. Voucher khuyến mãi tiết kiệm 150. Ê, trả voucher cho anh. Mày làm gì vậy? Trả đây. Anh cần mấy cái này chi? Trong khi em cần cái này để dẫn gái đi chơi. Mày mắc cười à? Anh cũng đi chơi vậy? Anh cần làm gì? Anh chơi với ai? Anh đi chơi với thằng Lộc. Thì anh có tiền tự đi chơi đi. Mày mắc cười với tiền đó là tiền anh cưới vợ. Bây giờ mình chơi cái trò chơi đi, ai trả lời được thì người đó sẽ được một cái voucher. Mình chơi 5 câu hỏi thôi. Yeah. Vừa nhớ lộn chứ. Hai cái rồi kìa. Hai gì mình ráng lên đi. Nãy giờ chưa trả lời, không kịp bấm chuông có nghĩa là không xác định được câu hỏi. Tập trung vô. Sao? Nó có mấy cái voucher này không? Có, ở dưới á. Trời cho con đi. Đâu có xài cái này chi đâu. Ừ, thì nội xin này nội cho hả? Đi đi, nội cho con nữa. Không được nội. Sao? Cái này là phải công bằng chứ, con cũng cần vô chơi vậy. Vậy hả? Nội phải hả? Ra câu đố. Xong rồi tụi con sẽ đoán ai đoán đúng nội cho. Được rồi, thôi thôi. Ai đoán đúng mới cho hả? Trời ơi. Thôi mất công đoán đúng rồi. Thôi bỏ đi, cái nội biết đâu rồi. Thôi nội ơi. Nội cho con nha nội. Dạ. Dạ. Ủa vậy hả anh? À em biết rồi. Vô chơi xem phim với lại ăn uống hả? Vậy em cảm ơn anh nhiều nha. Vậy anh gửi cho em đi. Có gì em cho mấy đứa nhỏ đi coi. Nghe. Em biết. Này này này. Ừ? Em hỏi cái em hỏi cái. Hỏi ra hỏi ra. Em hỏi cái. Gì? Mấy cái vô chơi gì á, nó có đổi anh tiền được không? Tùy chỗ à, nhưng mà hầu hết là không được. Cái đó là một cái cách khuyến mãi để thúc đẩy sức mua của khách hàng đó mà. Vì giá trị của nó nằm ở đâu? Thì giá trị của nó là trên cái voucher luôn đó. Có nhiều chỗ thì nó bằng giá tiền, nhưng mà có nhiều chỗ mình phải bù thêm tiền vô. Nhưng mà hầu hết là nó rẻ hơn giá thiệt rất là nhiều. Hỏi chi vậy? Sắp tới đã rồi. Em hẹn hò thoải mái luôn. Sắp tới mẹ cho anh em mình 25 cái voucher lận. Ý, vậy phần của anh là mấy cái? Anh yên tâm đi. Em không cho anh cái nào đâu. Ê, chi cho anh mấy cái ơi. Anh có tiền tiết kiệm mà lấy chi nhiều. Tiền đó là tiền cưới vợ. Vậy thì anh giữ anh cưới vợ đi. Bơ. Mày xài không có hết đâu, nó hết hạn là xài không có được đâu. Anh yên tâm, em có xài không hết cũng tới lượt anh đâu. Ê, mẹ yêu ơi. Cái gì vậy? À hả? Cái gì vậy? Hả? Mẹ. Mấy cái voucher này nè, giá trị nó sao vậy mẹ? Mỗi cái như vậy là 100.000. 25 nhân 100 là 2.500.000. Trời đất ơi, vậy cũng ngồi tính khó khăn nữa mẹ. Học hành vậy đó. 2.500.000. Ừ. Mẹ. Hả? Mẹ cho con hết 25 cái luôn nha mẹ. Anh con cần mấy này đâu. Làm gì có vụ đó mẹ. Anh người tiền lắm. Ai nói là cho con hết vậy? Nè, mẹ tính hết rồi. Con 5 cái. Cầm. Con 5 cái. Cảm ơn mẹ. Chó ơi, anh có voucher nè, sủa đi nè. Go go go. Voucher khuyến mãi tiết kiệm 150. Ê, trả voucher cho anh. Mày làm gì vậy? Trả đây. Anh cần mấy cái này chi? Trong khi em cần cái này để dẫn gái đi chơi. Mày mắc cười à? Anh cũng đi chơi vậy? Anh cần làm gì? Anh chơi với ai? Anh đi chơi với thằng Lộc. Thì anh có tiền tự đi chơi đi. Mày mắc cười với tiền đó là tiền anh cưới vợ. Trả vào cho anh, nhanh lên. Mày chạy không? Khỏe không? Nghe em nói nè. Anh thấy kỳ không? Sao? Ông bà nội đâu cần những cái vô chờ này đâu. Mà sao mẹ lại cho ông bà nội chi? Nội cho con đi nội. Cho con đi nội. Cho con đi nội có nhiều tiền rồi đâu cần mấy cái này đâu. Con học giỏi. Con học giỏi. Không. Để nó mục hết. Nhưng mà bu ra, nội nói thế này. À, dù có nhiều tiền nhưng mà phân phối cái quyền lợi nó cũng phải công bằng. Gia đình mới vui vẻ được. Bây giờ là 1, 2, 3, 4, 5 cái vô trời. Chia cho công bằng sao chia? Người 2, người 3 à? Thôi cho con hết đi. Không được, bây giờ à, có cách công bằng nhất. Để đây, để làm cái này đây nhé. Rồi, bây giờ có cái câu hỏi đố vui nè. Bây giờ mình chơi cái trò chơi đi. Ai trả lời được thì người đó sẽ được một cái vô trời. Mình chơi 5 câu hỏi thôi. Yeah. Như là chơi trò chơi ai là tỷ phú vậy.
Trời có mấy cái voucher thôi mà tỷ phú cái gì nội. Giỡn gì trời. Con thích trò này lắm nội, chơi đi nội. Khoan đi nội lựa coi cái câu hỏi ở đâu cho nó hấp dẫn. Dạ. Đây, có câu hỏi rồi. Không được coi. Để nội hỏi nha, ai bấm chuông trả lời trước. Dạ. Đúng câu hỏi sẽ được một voucher. Câu thứ nhất. Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất trên thế giới? Riêng. Trời lẹ quá. Bắc Văn Dương thưa nội. Ô. Trả lời đúng rồi, cho một chân. Giỏi quá. Ráng lên mới có mất cái à. Từ từ nha. Câu thứ hai. Văn Miếu, trường đại học đầu tiên của Việt Nam được xây dựng dưới triều đại nào? Riêng. Trời lẹ quá vậy. Nhà Lý. Đúng rồi. Ôi, gì mà dám nói. Con còn chưa kịp nghe câu hỏi nữa. Thì nó lẹ quá, nó bấm chuông rồi. Nhưng mà không. Tại sao Văn Miếu mà được xây dưới triều Lý? Phải không? Đúng không nội? Đúng vậy nội? Đúng rồi. Trời ơi nội làm có hết hồn con tưởng nhớ lộn chứ. Hai cái rồi kìa. Hai gì mình ráng lên đi. Nãy giờ chưa trả lời. Không kịp bấm chuông có nghĩa là không xác định được câu hỏi. Tập trung vô. Cùi bắp. Cùi bắp ai? Dạ. Tưởng nói người điều khiển cùi bắp chứ. Có đâu nội. Đây câu hỏi thứ ba nè. Trái đất có dạng hình cầu. Hình cầu. Đúng, hình cầu. Đúng hình cầu rồi. Hay quá. Yes. Yeah. Cuối cùng mình cũng trả lời được. Yes. Ngồi xuống. Em sẽ trả lời hết bằng hai câu còn lại. À, hay quá, ngồi xuống đi. Vui quá. Nhảy tưng tưng tưng. Nhưng mà hình cầu không phải là câu hỏi. Mặc dù trái đất đúng là hình cầu. Câu hỏi đi như thế này. Trái đất có dạng hình cầu. Ai là người đầu tiên chứng minh điều này? Đó là câu hỏi. Riêng. Trời sao lẽ vậy? Thôi đi trả lời đi. Ai là người chứng minh được trái đất hình cầu đầu tiên? Aristotle. Đúng rồi. Đúng. Thêm một voucher cho con. Cảm ơn nội. Ông đó là ai vậy nội? Aristotle là một nhà khoa học đầu tiên chứng minh được trái đất hình cầu. Trời đất ơi. Giỏi quá, cháu của ông là học giỏi quá. Như vậy là không uổng công bỏ tiền cho con đi học. Đúng rồi nội. Còn bên đây trời ơi tập trung vô còn hai phiếu này. Chắc đưa con cầm trước luôn. Thôi nội, nội. Bây giờ không có biết gì hết trơn trời. Lỡ hai câu còn lại con trả lời đúng sao? Phải làm cái gì thiên vị rồi. Không phải không? Chứng minh nha, tập trung vô. Chắn là con sẽ trả lời được. Tập trung vô nghe chưa? Con thấy trước sau gì cũng thuộc về con rồi. Đó, thấy chưa? Chưa gì hạ nhục chí người ta hả? Riêng. Cái gì vậy chưa hỏi con bấm để con thể hiện quyết tâm con á. Trời đất ơi là trời. Thôi giờ tiếp tục. Câu hỏi thứ tư. Vị trạng nguyên nào nhỏ tuổi nhất của Việt Nam? Riêng. Rồi nó đen hoài vậy. Nguyễn rồi thấy chặt rồi đó. À Nguyễn đúng không? Nguyễn Hiền thưa nội. Hiền. Sai đúng rồi. Sai rồi đúng làm không? Sao mà sai được. Đây. Mặc dù con chưa trả lời, ha không? Chưa nói được. Sai rồi. Nó đúng rồi. Làm sao mà sai được? Nguyễn Hiền là gì? Ở trạng nguyên đầu tiên nhỏ tuổi nhất 13 tuổi. 13 tuổi nội. Con thuộc mà. Ôi còn cái ngồi cho con luôn đi. Thôi mà đã lỡ được công bố trò chơi là phải chơi cho hết 5 câu mới được. Bây giờ câu cuối có gì con nhường cho nhường ghê, chuông á. Thế nào con cũng được à? Ừ. Chắc là con sẽ là trả lời được. Không cần nhường, em sẽ trả lời được. Phải không? Sao đâu ráng. Nội ủng hộ con, do đó nội để cái voucher sát bên con trước đó. Đúng rồi nội. Nè, câu thứ 5. Cầm trước luôn nha nội. Cầm trước rồi rút trả lời cũng được rồi giật luôn người ta sao để đây đi. Câu thứ 5. Đây, câu cuối cùng. Vua Lê nào có tên tuổi rực rỡ nhất? Triều đại Lê. Bấm chuông đi anh nhường cho em đó. Đó, vua Lê nào? Bấm đi. Riêng. Em bị lừa rồi. Lê Thánh Tông thưa nội. Trời ơi thằng này. Sao cái gì anh cũng biết hết vậy? Nó lấy luôn. Bị anh đi học còn em đi chơi chi. Năm câu hỏi nó lụm trời nó trơn rồi. Nội với anh ăn gian con đúng không? Nội với anh thông đồng nhau lừa con đúng không? À ý con nói là đã gài trước cái chuyện này cho anh con. Đúng rồi, mình sao mình không thi những cái khác, mình thi cái đố để làm cái gì, sao mình thi đánh lộn mà đô vật nha. Đánh lộn. Nè. Khổ quá dám nói nội. Nè. Dám nói thông đồng. Sao tự nhiên ông quýnh mẫn vậy? Dám nói hai nội. Gì con? Sao? Nội nó có mấy cái vô chợ này không? Có ở dưới á. Trời cho con đi. Trời đâu có xài cái này chi đâu. Ừ thì cho nội xin này nội cho hả? Đi nội cho con nữa. Không được nội. Sao? Cái này là phải công bằng chứ. Con cũng cần vô chơi vậy. Vậy hả? Nội phải hả? Ra câu đố. Xong rồi tụi con sẽ đoán ai đáng đúng nội cho. Đúng rồi. Thôi. Ai đoán đúng cho hả? Trời ơi. Thôi mất công đoán đúng rồi. Thôi bỏ đi cái nội biết đâu rồi. Thôi nội ơi. Nội cho con nha nội. Thằng thông minh tuyệt trời.
Trời ơi, nội có biết gì đâu nội hỏi. Bây giờ nội hỏi về cải lương được không? Ok nội. Được phải không? Hỏi đi nội. Ừ, vậy hai đứa nghe nha. Trời ơi, bữa sẽ cứ giữa chiến trường thỏ tiên. Riêng Võ Đông Sơn. Chính xác. Cho con một phiếu. Dạ. Rồi bây giờ nghe nghe. Nghe nội ca cái này nghe. Để coi nó trong cái vở nào nghe chưa. Lần cuối gặp nhau khẽ nói thương mãi nghe anh, em yêu anh chân thành, nếu duyên không thành quên đời vì anh. Riêng cái này con biết nè, cái này là cái tuồng gì mà cạo đầu đi tu đúng không nội? Rồi sao nữa? Là cái tuồng Lan cái... mất quyền ưu tiên. Tại vì nội ca mà nội chưa có hỏi câu hỏi mà con đã dành rồi. Bây giờ phải nghe nội ca xong nội phải đặt câu hỏi. Câu hỏi là nội mới ca thì cái vở cải lương đó tên gì và nhân vật chính trong cái vở cải lương là tên gì? Riêng nói Ốc Len Sò Điệp. Cái gì Ốc Len Sò Điệp? Lan và Điệp. Chính xác. Một phiếu dành cho con. Yeah. Kỳ nội. Thôi chớ này không có công bằng, nó đổi khác đi nội ơi. Không công bằng hả? Anh hai suốt ngày ở nhà với nội được nghe cái lương, con đi chơi suốt ngày có được ở nhà nghe cái lương với nội đâu. Thấy chưa, bởi vì con thấy đi chơi là một cái sự sơ sót không? Ở nhà với nội mới hiểu được nhiều kiến thức đúng không? Dạ. Giờ đổi phong cho công bằng phong. Bây giờ nội đổi chuyện cổ tích được không? Được đó nội. Cái này con chắc chắn con sẽ chiến thắng. Dạ, nghe kỹ nghe. Chuyện cổ tích thì là ngày xưa, ngày xưa. Xưa thì biết là xưa. Xưa ơi là xưa. Có hai chị em cùng cha khác mẹ. Người chị tên là Huyền Tấm và Cám. Chính xác. Một phiếu dành cho con. Nghe nội nói tiếp nghe. Nói tiếp. Người mẹ đưa hai cái giỏ cho hai chị em ra đồng để mà xúc cái gì? Huyền xúc tép. Chính xác. Kỳ vậy. Cua tôm ngon không xúc tiền đi xúc tép. Thì bởi vậy người ta mới gọi là chuyện dân gian. Chị nghe kỹ nữa nghe. Tiếp tiếp nói. Khi cái vỏ tép nó đầy thì người chị sao? Riêng sao? Thưa nội, khi mà cái vỏ tôm nó đầy thì người Cám nói với người Tấm là Tấm ơi, chị Tấm ơi, đầu chị lắm, chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng. Giỏi quá, chính xác. Đây cái phần cuối cùng của con. Nhiều quá, đã quá nội ơi. Bây giờ con phải đi lấy của ba luôn mới được. Ba hả? Ba hỏi câu dễ dễ nha ba. Trời ơi, có nhiều chuyện quá ông ơi. Đàn ông con trai mà đi cửa sau rồi, đi theo bên Mỹ hoài luôn rồi. Ôm sòm quá, rồi gì nói đi. Gì vậy? Tắt luôn TV. Nó kêu cho nó cuộc thi, cho nó đề thi dễ dễ. Để nó xin mấy cái voucher. À, bậy bạ không mà, nhưng mà đã thi rồi là phải có Minh nó thi nữa mới đúng. Đúng rồi, con thi là phải có sự công bằng. Ừ, yên tâm đi, cho con dễ dễ để có voucher nè, yên tâm. Rồi, chuẩn bị nghe. Khoan đã, bây giờ khi mà bà đọc câu hỏi xong, con phải nghe hết câu hỏi rồi anh hai mới được trả lời. Cái gì bất công vậy ông? Con kệ nó đi, nó em mà anh hai mà đâu, chuẩn bị nghe câu hỏi nè. Chơi bị ông chơi với nít vậy nè. Con kệ nó chưa đi con. Em người con là em phải được ưu tiên chứ, đúng không ba? Con giỏi mà. Dạ. Con nhiều vô chờ lắm rồi. Rồi, chuẩn bị nào. Câu hỏi đầu tiên. Tên thật của bà nội là gì? Là bà coi. Rồi. Cái này. Nè. Mày hỏi cái câu gì độc quá vậy? À, hỏi câu mà thằng của Bo đó biết nói thì nó cũng nói được nữa à. Phải nói hỏi tên thằng Hoàng nha. Cái này con biết chắc rồi, bà yên tâm. Con chắc cái bữa chờ này luôn á. Con cầm trước nha. Thôi trả lời đi. Bà, năm, bà nội tên là Năm đúng không? Cái gì Năm? Bé Năm. Chắc. Mà họ bà nội là tên gì? Họ gì? Cái này con biết. Lê Thị Bé Năm. Tôi con á, uống cơm quá. Cái họ của bà nội cũng không nhớ nữa. Rồi bây giờ trả lời xong hết chưa? Anh nè, Ren đàng hoàng. Nguyễn Thị Bé Năm. Chính xác, trời ơi, mình ơi, con giỏi quá mình ơi. Trời ơi, không đàng hoàng. Một phiếu cho con. Một câu hỏi quá đơn giản, không trả lời không được. Con vừa làm bà nội buồn, con vừa không có phiếu là đúng rồi. Nhớ là vậy mà. Nhớ ai? Nhớ bà nội người khác rồi đó. Thôi được rồi, thắng không kêu, bại không nể. Cái mặt nó nản lắm rồi đó. Con phải cố gắng
bởi vì con quá tệ. Những câu hỏi hết sức đơn giản con trả lời không được. Ba lúc nào cũng dành một câu hỏi đơn giản cho con không có trả lời được. Đấy, anh con lấy gần hết rồi. Bây giờ một câu hỏi nữa, một câu hỏi nữa, giờ ba cho con chọn thể loại luôn đó. Muốn ba hỏi về thể loại nào? Vậy bây giờ ba hỏi về mấy cái võ thuật đua xe rồi mấy thể thao đi, mấy cái đó con mới biết chứ mấy cái kia anh biết không à. Rồi, một câu hỏi về thể thao. Khoan, bây giờ con sẽ đặt cược hết số phiếu của con. Wow, chắc ăn quá. Đức Minh, còn con muốn chơi cho Đức Mẫn, Đức luôn không? Cái này gọi là chơi lớn rồi ba. Ừ. Chơi lớn là hay đi luôn đó ba. Ừ. Con sẽ cược toàn bộ tài sản của con vô đây. Wow. Nếu như ai mà trả lời đúng câu hỏi này sẽ lấy hết đúng không? Ừ. Đúng vậy. Giờ con đang rất là lời đó. Tự tin quá trời rồi. Ừ, con, tự tin. Mấy cái này của con nè. Thể thao ngay nghề của ảnh. Ừ. Rồi. Bây giờ ba sẽ hỏi về thể thao. Tập trung nghe cho kỹ. Ai là người đem huy chương vàng về cho Việt Nam tại Olympic Rio 2016 ở bộ môn bắn súng? Ai mà không biết bắn súng? Ai mà không biết bắn súng? Đúng rồi đúng không ba? Trong nhà này ai không biết bắn súng, nhưng mà quan trọng người đó tên gì? Trời, cái này dễ quá, con biết luôn. Ừ, tên gì? Biết thì nói đi con. Lê Công Vinh. Wow, cái đó là bóng đá. Bóng đá cầu thủ Lê Công Vinh, số 9, CV9. Cho con một câu hỏi cuối cùng, người đó tên gì? Lương Thế Vinh. Tào lao. Lương Thế Vinh. Pia, cái này là Pia. Hết lượt, hết lượt. Mất lượt. Tới con, tới con à. Mọi người thấy không, con đâu có muốn đâu. Hey. Là anh làm gì vậy? Chưa có trả lời mà ai cho anh lấy? Ừ, thì bây giờ trả lời nè. Dạ thưa mọi người, đó chính là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, người đã giành huy chương vàng ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Chính xác, không thiếu một chữ. Dạ. Con đem vinh dự về cho ba. Trời ơi, mẹ hãnh diện vậy con. Đừng con thay mẹ. Ôi cưng. Thương mẹ quá. Ơi, cũng đồng thời hai đứa mà, đứa trên trời, đứa dưới đất á trời. Nè bây giờ á, con có 25 cái voucher đúng không? Dạ. Từ nay mẹ sẽ quản lý cái voucher này, không được lấy của anh, nghe chưa? Ok. Gia đình cho con cơ hội cuối cùng đó nghe Mẫn. Nếu như con thắng được anh con trong phần thi này thì 10 cái voucher sẽ thuộc về tay con. Ráng lên. Đây là mức mà anh con chọn. Anh con chọn mức này, con muốn thắng anh con thì sao? Con phải đá mức cao hơn. Hả? Minh. Dạ. Con sẽ là người đầu tiên thử thách. Đúng vậy. Có Vũ. Thằng Mẫn là ba cái chuyện này nè, chuyện nhỏ, nó học võ mà. Dạ. Mà cái mặt con căng thẳng ghê đó. Sao? Còn dạ, Minh á. Ừ. Minh sẽ nhường em nó cái thi này. Con không muốn nhường đâu, con muốn một trận đấu công bằng. Ok, anh sẽ chơi công bằng với em luôn. Cố lên nha hai con. Bắt đầu. Khởi động. Gì vậy? Con học cách khởi động ở trên mạng. Trời ơi. Giống như công quá. Qua cái gì mà đá cái này không đá? Mà đá chúng ba không à? Tôi nghi rồi à. Con thử thôi. Vậy con đá thiệt đây. Cái gì vậy phải mày? Qua đi đứng đi. Thầy giống Lý Tiểu Long. Giỏi quá con trai. Nó bị quá khích. Rồi mệt không? Mệt quá mọi người ơi. Chắc con khởi động sai phương pháp rồi. Làm gì cho quá vậy không biết nữa. Con mệt quá. Thôi đi lâu mệt đi, mà đi, cũng đi. Giống như Minh Họa vậy đó. Nghe bà nội hỏi kêu mệt liệt. A cha a cha, đi qua bên kia đứng đi. Rồi Mẫn, cố lên con. Đây, mức này là của anh con. Con muốn thắng thì phải sao? Phải cao hơn một chút. Đây. Ừ, cố lên. Dễ, cố lên Mẫn ơi. Dễ mà nha. Dễ mà. Nếu con cảm thấy mình rung á thì con la lên giống như anh con. A cha a cha a cha. Bảo đảm con sẽ làm được. Cố lên, cố lên. Cố lên con trai. Trời ơi nghi quá. Cú này cao cũng cỡ cỡ mặt của ba. Nhớ nhìn bóng đừng nhìn mặt ba nhé. Sao kỳ vậy cả? Ngày nào mình đúng đá hết trơn mà sao hôm nay căng thẳng quá vậy? Chết rồi. Ba nghĩ mày bỏ dép ra. Ừ đúng rồi. Bỏ dép ra mình xa hay hơn. À, 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 à.
Trời đất ơi, con tin vào mắt mình luôn. Đã mà cũng đỡ có dễ tình. Nó diễn sâu quá, nó diễn sâu quá. Kêu vậy làm lại. Thôi vậy đi con, mở. Trời trợt té thì ngồi vậy, trời ơi làm dữ dội lên rốt cuộc trợt. Mẹ mẹ ơi, ba ơi. Hả? Cái gì? Mẫn ơi, Mẫn. Con có sao không Mẫn? Ê, Mẫn ơi. Làm ê, ba ơi, thằng Mẫn bị gì rồi ba ơi? Mẫn ơi, có sao không con? Gọi xe cứu thương liền đi. Trời ơi, gọi liền đi. Gọi xe cứu thương, gọi xe cứu thương. Thế là đêm đó, em trai học dốt và bướng bỉnh của mình phải nằm cả đêm trong bệnh viện. Chắc là ở trong đó thế nào cũng có voucher giảm giá,